dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội sẽ khởi công đồng loạt tại Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh vào lúc 8 giờ sáng mai, ngày 25 tháng 6. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho việc khởi công dự án diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày mai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã cơ bản hoàn tất. Là địa phương được chọn địa điểm khởi công dự án đường vành đai 4 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, những ngày qua, huyện Văn Giang ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của dự án đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải hoàn tất mọi công tác để tổ chức sự kiện diễn ra trang trọng, tiết kiệm và an toàn. Bên cạnh đó, huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã tập trung chi trả hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cho nhân dân. Văn Giang đã đạt được tỷ lệ gần 80% phần đất nông nghiệp. Chúng tôi đã chi trả tiền cho hộ dân và các hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho chủ tư để triển khai thực hiện dự án. Thì Văn Giang cũng rất phấn khởi là được tỉnh chọn để vị trí để tổ chức cái lễ khởi công. Chính vì vậy, trong thời gian qua thì chúng tôi tập trung phối hợp cùng chủ tư chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ khởi công vào ngày 25 tháng 6 một cách trang trọng, tiết kiệm và đúng với tinh thần chỉ đạo của chính phủ cũng như của tỉnh, cũng đã để cho dân trên địa bàn nói chung và dân trong vùng dự án nói riêng là nắm chắc được cái ngày khởi công cũng như ý nghĩa của việc triển khai thực hiện dự án. Sự kiện khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô là kết quả đáng mừng. Trong vòng một năm, tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực đáp ứng về tài chính, nhân lực cũng như có các quyết sách để đảm bảo tiến độ đề ra, như được sự đồng thuận cao từ người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Hiện các hộ nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng đang tích cực di rời cây cối, tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Vành đai 4 vào thì là gia đình chúng tôi cũng như mọi người khác là cũng để thu dọn cây cối, giao mặt bằng giả nhà nước để cho nhà nước tiến hành làm tiến bộ cho nhanh. Nhà tôi là cũng có coi như là được coi như là có diện tích và mồ mả nằm trong khu coi như là khu coi như vành đai được coi như nhà nước thu hồi, thì gia đình nhà tôi mồ mả di chuyển từ trong năm đến bây giờ coi như là ruộng đất hiện nay là tôi đương di chuyển đã nhận tiền rồi. Xong là xong 100% đấy, kể cả về diện tích và kể cả về tiền bạc, bà con không có nấn cấn, không có thắc mắc cái gì cả. Thế thì qua cái việc này, chúng tôi qua báo chí đài, chúng tôi cũng được biết là 2 năm tới là tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức coi như khởi công xây dựng tuyến đại vành đai 4 đi qua địa bàn của tỉnh. Thì địa phương chúng tôi cũng rất là lấy làm phấn khởi, được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào một cái công trình trọng điểm của quốc gia cũng như của tỉnh Hưng Yên. Đến ngày 24 tháng 6, tỉnh Hưng Yên đã giải phóng mặt bằng được gần 145 trên 230 ha, đạt trên 63%, kinh phí chi trả hỗ trợ bồi thường gần 667 tỷ đồng, đạt 35%. Huyện Văn Giang giải phóng mặt bằng được gần 67 ha, đạt 57%, huyện Văn Lâm trên 41 ha, đạt trên 58%, huyện Yên Mỹ gần 35 ha, đạt gần 86%, huyện Khoái Châu 6 ha, đạt trên 76%. Hiện nay, công tác chi trả hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 vẫn đang được các địa phương nỗ lực tập trung cao độ với quyết tâm đến ngày 30 tháng 6 vượt tiến độ 70% theo nghị quyết của chính phủ. Sau lễ khởi công, tỉnh Hưng Yên tập trung công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 đối với đất ở, đất doanh nghiệp, các đường dây điện cao thế, hạ thế và quy hoạch di rời nghĩa trang, đồng thời triển khai thực hiện các dự án thành phần theo quy định đã được phê duyệt.